Như các bạn đã biết, 2 tháng trước tôi đã làm một video xếp hạng thiết kế form cuối của Kamen Rider và nhận được sự ủng hộ đông đảo của quý vị khán giả. Hôm nay, để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của anh em gần xa, Messine tôi cũng sẽ làm một video xếp hạng tương tự như vậy về những form cuối, nhưng là cuối đầu bài. Vâng, và chủ đề ngày hôm nay sẽ là top 10 bộ giáp Kamen Rider xấu nhất tính từ thời Kuga trở về sau. Đó là những bộ giáp nào? Hãy cùng Messine khám phá bằng cách bấm đăng ký và xem tiếp nhé! Xin lưu ý, vì video xếp theo thứ tự từ đỡ xấu đến rất xấu, nên mấy bro hãy xem đến cuối để biết bộ giáp nào xấu nhất nhá. Lưu ý đã xong, giờ thì vào video thôi. Let's go! Hạng 10. Dogabaki Emperor Form của Kamen Rider Kiva. Bộ giáp Dogabaki Emperor là hình thái tối thượng thực sự của Wataru nếu anh sử dụng Ma Hoàng Long Tatsuro khi đang ở trong hình dạng Dogabaki. Bộ giáp này được thấy lần đầu tiên trong Hyper Battle video của Kamen Rider Kiva. Với tôi, Emperor Form là một bộ giáp rất đẹp, nhưng khi kết hợp với Dogabaki Form thì bộ giáp lại chẳng ăn dơ với nhau một chút nào về cả hình dáng lẫn màu sắc. Tuy nhiên nó lại có một điểm cộng là giúp Toei sáng tạo được một bộ giáp mix tất cả các form lại với nhau. Khi ở trong hình dạng Dogabaki Emperor Form, Wataru có thể sử dụng vũ khí của ba hình dạng Arms Monster là Garuru Saber, Baksa Magnum và Dodga Hammer. Tuyệt chiêu tất sát của nó gọi là Dogabaki Emperor Break. Khi thực hiện, Wataru sẽ tung một cú đá cực mạnh mang năng lượng của cả hai hình dạng Emperor và Dogabaki. Hạng 9. Oniform của Kamen Rider Suki. Kamen Rider Suki tên thật là Shiori Shinagawa. Khi còn nhỏ, cả gia đình của cô đã bị Makamo Nosugo sát hại. Chính điều này đã khiến cho Shiori trở thành một Oni. Tuy nhiên, nếu như những Oni khác lấy lý do duy trì công lý và bảo vệ kẻ yếu để chống lại Makamo, thì Shiori lại chỉ muốn tiêu diệt nó vì mối thù cá nhân. Việc này đã khiến cho mặt nạ quỷ mọc hẳn trên gương mặt của cô khi biến hình thành Kamen Rider Suki thay vì mọc trên trán như những chiến binh khác. Có thể thấy, vì có một chiếc mặt vừa to bự vừa mắc cười mọc trên mũ bảo hiểm nên vẻ ngoài của Suki đã bị phá nét rất nhiều, dù bộ suit cũng khá ổn áp. Trong chiến đấu, Suki sẽ thực hiện tuyệt chiêu tất sát gọi là Ongekisho Shintendochi. Khi ấy, cô sẽ dùng cây đàn Ongekigen Kitara để tạo ra một mũi tên ánh sáng cực lớn xuyên qua người đối thủ. Hạng 8. Type Technique của Kamen Rider Drive. Đây là hình dạng của Drive khi sử dụng Shift Technique Car. Thiết kế của bộ giáp này dựa trên xe chở rác. Để nhận xét thì Type Technique có cách phối màu ổn áp giữa hai màu chủ đạo là xanh lá và vàng. Tuy nhiên nếu xét về hình dáng tổng thể, tôi lại thấy bộ giáp này trông dị dị mà đụt đụt thế nào ấy. Theo quan điểm của tôi, nếu Toei thu nhỏ kích thước chiếc lốp xe lại hoặc đặt nó ở những bộ phận khác như thân người hoặc vai thì sẽ đỡ mất thẩm mỹ hơn. Dù sống sở hữu tốc độ hay sức mạnh như hai form Speed và Wide, nhưng Type Technique vẫn sẽ giúp Drive có thêm những khả năng đặc biệt như điều khiển máy móc hoặc phân tích tình hình với độ chính xác gần như tuyệt đối để đưa ra quyết định nhanh chóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đòn Rider Kick của form này có tên là Technique Drop. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Technique Drop vẫn chưa từng được sử dụng trong bộ phim Kamen Rider Drive. Hạng 7. Safari Quest Gamer Level 4 của Kamen Rider Brave. Safari Quest Gamer Level 4 là hình dạng đặc biệt của Brave khi kết hợp Tidal Quest Gazat với Night of Safari Gazat. Ở dạng này, robot hỗ trợ Safari Gamer sẽ hợp nhất với Brave và trở thành một phần áo giáp của anh ta. Safari Quest Gamer Level 4 được thấy lần đầu tiên trong một phần phim đặc biệt có tên là Kamen Rider Brave Let's Survive Revival of the Beast Rider Squad. Trong bộ phim này, Hiro sẽ đối đầu với một số rider mang chủ đề quái thú như Oja, Tiger, Sessos, v.v. Vì được dựa trên những trò chơi săn bắn động vật nên thiết kế của Brave lúc này sẽ trông rất hoang dã, giống với một con báo đích thực. Tuy nhiên do bộ giáp sử dụng những tông màu sáng là chủ yếu nên độ cool ngầu của nó đã bị giảm. Chính điều này cũng khiến vẻ ngoài của rider trở nên mắc cười nhiều hơn là mạnh mẽ. Tuyệt chiêu tất sát của form Safari Quest Gamer Level 4 gọi là Night of Critical Strike. Khi thực hiện, Brave sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh vào chân phải của mình, khiến nó phát ra một loại năng lượng có màu vàng. Sau đó anh ta sẽ nhảy lên trên không trung rồi tung một cú đá hất văng đối thủ ra xa. Hạng 6. Manistate của Kamen Rider Forge. Để biến hình thành Manistate, Forge sẽ phải sử dụng hai bộ công tắc là N-Manistwitch và S-Manistwitch. Form này được sử dụng dựa trên hình tượng nam châm. Xét về tổng thể, bộ giáp Manistate có màu sắc khá đẹp,
tương đối bắt mắt khi kết hợp giữa màu bạc trắng với các đường xanh và đỏ chạy dọc ở hai bên thân để biểu thị cho hai cực Bắc và Nam của nam châm. Tuy nhiên, do chiếc đầu của Forge lúc này được thiết kế với kích thước hơi lố, tạo cảm giác rất dị, trông giống với một nhân vật phản diện hơn là chính diện. Trường hợp tương tự với chiếc đầu của robot Geki Sharkfire trong series Chiến đội Quyền Thú. Bên cạnh chiếc đầu bự, ngoại hình của Form Manistase còn bị phá dáng bởi hai khẩu pháo to tướng, cồng kềnh đặt ở hai bên vai. Hai đòn tất sát của Form này có tên là Rider Super Electromagnetic Bomber và Rider Super Electromagnetic Tackle. Khi thực hiện, Forge sẽ dùng hai khẩu pháo hoặc triệu hồi một khẩu nam châm cực lớn để bắn ra những luồng điện xanh đỏ về phía kẻ thù. Hạng 5. Zio Trinity của Kamen Rider Zio. Sau khi sử dụng Zio Trinity Ride Watch, Sogo sẽ biến hình thành Kamen Rider Zio Trinity với vẻ ngoài là sự hợp nhất của cả ba Rider là Zio, Guys và Woods. Về hình dạng, Zio Trinity có thiết kế thon gọn, cứng cáp nhưng cũng không kém phần sang chảnh với các chi tiết vàng bạc được bố trí xen kẽ với nhau. Tuy nhiên, giống như Kiva, Zio cũng bị cách phối màu không ăn nhập gì với nhau làm phá tướng, khiến bộ giáp đang đẹp bỗng trở nên củ chuối và loè loẹt hơn hẳn. Các tuyệt chiêu tất sát của Zio Trinity bao gồm Trinity Time Break Burst Explosion. Khi thực hiện, ba hiệu ứng gọi là Time Break, Time Burst và Time Explosion sẽ bao quanh kẻ thù. Sau đó, các ảo ảnh của Zio, Guys và Woods sẽ chồng lên người Sogo, giúp anh ta nạp năng lượng trước khi tung ra một đòn Rider Kick từ trên không. King Giri Giri Slash. Khi thực hiện, Zio sẽ dùng một thanh kiếm khổng lồ có khả năng xoay tròn để tung ra những nhát chém bén ngót mang năng lượng màu vàng. Hạng 4. Chameleon Genomics. Bằng cách sử dụng Chameleon Vistem và Demon Driver, Ortega sẽ có thể henshin thành hình dạng Chameleon Genomics. Dạng này được thiết kế lại từ bộ giáp của Kamen Rider Demon Trooper Beta và dựa theo mô típ của loài tắc kè. Xuất hiện lần đầu trong hai tập phim spin-off là Kamen Rider Yuga vs. Kamen Rider Ortega. Nhìn chung, thiết kế của Chameleon Genomics trông khá là nhàm chán, không có gì đặc biệt. Thậm chí Toei còn không thèm làm lại phần mũ bảo hiểm mà chỉ copy paste từ Demon Trooper Beta qua. Tôi nghĩ nếu như Toei chọn thiết kế lại từ bộ giáp của Veil thay vì Demon Trooper và làm thêm các chi tiết cho phần thân dưới thì chiếc form Chameleon Genomics sẽ trông ổn áp hơn nhiều. Khi ở trong hình dạng này, Ortega sẽ được trang bị một khẩu súng tên là Genrin Shooter, cho phép anh ta thực hiện những cuộc tấn công ở tầm gần lẫn tầm xa. Hạng 3. Marvelous Form của Kamen Rider Leaf và Evil. Marvelous Form là hình dạng nâng cấp của hai Rider là Leaf và Evil khi sử dụng Mega Bad Vistem và Revised Driver. Form này xuất hiện lần đầu trong phần phim đặc biệt tên là Revised Forward Kamen Rider Leaf and Evil and Demons. Xét về ngoại hình, Marvelous Form của Leaf và Evil có thiết kế tương đối ngầu lòi và mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính phần màu sắc loè loẹt, chói mắt, không ăn dơ với nhau đã khiến tôi phải cho bộ giáp này một vị trí trong top 10. Tuyệt chiêu tất sát của nó gọi là Marvelous Justice Finish. Khi thực hiện, Leaf sẽ bao phủ năng lượng lên bàn tay trái nếu cần tung một cú đấm thẳng, hoặc lên bàn chân phải nếu cần tung một cú đá từ trên không. Với Evil, Rider cũng sẽ thực hiện những đòn tấn công tương tự như vậy, nhưng là ở bên tay và bên chân ngược lại. Ngoài ra, họ còn có thể sử dụng vũ khí để bắn hoặc chém kẻ thù bằng những tia năng lượng có màu hồng. Hạng 2. Type Miracle của Kamen Rider Hurt. Thông qua việc sử dụng Drive Driver và Hurtron Ship Car, Hurt sẽ có thể henshin thành hình dạng Type Miracle. Hình dạng này xuất hiện lần đầu tiên trong phần phim mang tên Drive Saga Kamen Rider Hurt. Về ngoại hình, thiết kế của Type Miracle được dựa trên Type Chaduron của Kamen Rider Drive do Ship Hurtron giống với Ship Chaduron. Tuy nhiên, nó lại làm gợi nhớ đến hình dạng Hurt Roy Mew nhiều hơn là Type Chaduron khi sở hữu chiếc sừng lớn kỳ dị trên đầu, đôi mắt kép màu xanh lá cùng hai miếng giáp ở hai bên vai khiến nó trông như một con quái vật vậy. Đòn tất sát của Hurt có tên là Hurt Drop. Khi thực hiện, Hurt sẽ dồn sức mạnh của Death Zone vào chân phải của mình cho đến khi nó phát ra một loại năng lượng có màu đỏ rực lửa. Sau đó, anh ta sẽ kết liễu kẻ thù bằng một cú đá từ trên không, tương tự như đòn Chai Drop của Drive Type Chaduron. Hạng 1. Complete Form 21 của Kamen Rider Decade. Đây là hình dạng nâng cấp của Complete Form với sự tổng hợp sức mạnh của 19 Rider từ thời Kuga đến thời Zio, thay vì chỉ từ Kuga đến Kiva như trước. Form xuất hiện lần đầu trong mini-series Rider Time Kamen Rider Zio vs. Decade. Như chúng ta đã biết, thiết kế của Complete Form phiên bản cũ vốn đã rất cồng kềnh, rối mắt, trông không khác gì ảnh thờ, dù số lượng thẻ bài gắn lên giáp chỉ có 9 thẻ.
Sang đến Complete Form phiên bản mới thì số lượng thẻ còn nhiều hơn gấp đôi. Vì vậy, Toei đã trang bị thêm cho Decade một chiếc áo choàng để có chỗ gắn thêm thẻ. Thấy gắn trên giáp ngực và áo choàng thôi là chưa đủ, người đàn ông tham lam mang tên Toei đã ráng gắn thêm một thẻ ở trên đầu của Decade, khiến anh trông không khác gì đang bị cắm sừng. Chẳng những thế, diễn viên Masahiro Inoue, thủ vai Decade, còn dự đoán rằng các lá bài có thể sẽ được tiếp tục xếp chồng lên nhau sau nhiều năm nữa, và đây là hình minh họa của anh. Ta nói mới là Complete Form 21 thôi mà đã cỡ đó, không biết khi Decade nâng cấp lên thành Complete Form 101 thì Toei sẽ còn biến anh 10 thành cái gì nữa, chắc là thành nguyên cái shop bán thẻ bài chạy bằng cơm luôn quá. Và đó là top 10 bộ giáp Kamen Rider xấu nhất tính từ thời Kuga trở về sau theo quan điểm của Messine. Còn top 10 của các bro thì sao? Hãy bình luận phía dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!